Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013, Vũ Nhân có mặt tại tỉnh xá Minh Đăng Quang, thành phố Westminster, tiểu bang California để gửi về quý vị phần phóng sự sau đây. Mô A Di Đà Phật, tôi xin hân hạnh kính chào mừng tất cả liệt quý vị khán thính giả đang theo dõi đài SBTN. Thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được buổi lễ ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay tại Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang tại Nam Cali, Westminster 8752, giáo hội chúng tôi tổ chức lễ cầu an cho Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Tân Giác Thế Giới, và đồng thời làm cái lễ chúc thọ cho Hòa Thượng năm nay là 91 tuổi. Tất cả mọi người Phật tử trong tứ chúng xuất gia và tại gia thuộc Giáo hội Tân Giác Khất Sĩ Việt Nam và đồng bào Phật tử đã hưởng ứng đến tham dự cái lễ cầu an Hòa Thượng và đồng thời cũng là chúc thọ cho Hòa Thượng Thú Thích Giác Nhiên, là một vị lãnh đạo Phật Giáo hội Tân Giác Khất Sĩ Việt Nam từ trong quốc nội đã nhiều chục năm. Nguyên ngài là Tổng thị trưởng Giáo hội Phật Giáo hội Tân Giác Khất Sĩ Việt Nam từ năm 1970 cho đến sau này khi mà ngài đi vượt biên, thì ngài mới lập lên Giáo hội Phật Giáo Tân Giác Khất Sĩ Thế Giới, và đồng thời ngài là được tôn cử lên là Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Tân Giác Khất Sĩ Thế Giới để lãnh đạo, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội. Và chúng tôi là người là điều hành giáo hội, chúng tôi là viện trưởng viện hành đạo Giáo hội Phật Giáo Tân Giác Khất Sĩ Thế Giới, cho nên chúng tôi luôn luôn sát cánh với Hòa Thượng. Lúc này thì Hòa Thượng đã lớn tuổi quá, cho nên yếu quá rồi, ngày bệnh, cho nên chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng hợp tác lại tất cả mọi tăng chúng ở nhiều nơi, nhiều tỉnh xá, nhiều tiểu bang và khắp nơi trên thế giới này, rất là quan tâm cái bệnh tình của Hòa Thượng. Vì Hòa Thượng lớn tuổi yếu rồi, cũng mong rằng Hòa Thượng được là vượt qua như tất cả những cái bệnh hoạn đó, để Hòa Thượng được mạnh khỏe mà là lãnh đạo giáo hội và đồng thời là được đi hoằng pháp. Nhưng mà đến hôm nay thì tuổi Hòa Thượng quá cao, cho nên là sức Hòa Thượng đã yếu quá, cho nên chúng tôi là rất là quan tâm. Ngày hôm nay chúng tôi tập trung lại vận động tất cả các nơi từ Âu Châu, từ Canada, từ Úc Châu và các tiểu bang Hoa Kỳ, ai cũng quy tụ về để mà làm lễ cầu an cho Hòa Thượng và đồng thời chúc thọ cho Hòa Thượng luôn, là Hòa Thượng năm nay cũng đã 91 tuổi rồi. Trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và đồng bào Phật tử. Vũ Nhân chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.